Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của địa giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của thủy hỏa phong không thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của địa giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của thủy hỏa phong không thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của địa giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của thủy hỏa phong không thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của địa giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của thủy hỏa phong không thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của địa giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của thủy hỏa phong không thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của địa giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của thủy hỏa phong không thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của địa giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của thủy hỏa phong không thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng?